Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân thực hiện các dịch vụ công trên môi trường điện tử, thời gian qua, Công an huyện Krông Búc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, sử dụng ứng dụng VNEID, tài khoản định danh điện tử. Hiện nay, tỷ lệ đăng ký tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Krông Búc đã đạt gần 80%. Do lớn tuổi lại bận rộn với nương rẫy, nên bà Hờ Ben Mờ Lô ở xã Chư Né, huyện Krông Búc không có điều kiện để tìm hiểu và làm thủ tục cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Được các cán bộ công an xã đến tận nhà nhiệt tình, trực tiếp hướng dẫn cách cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, khiến bà rất vui. Có mã định danh điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là làm giấy tờ, đi nơi này nơi kia không cần phải lo nữa. Cảm ơn nhà nước, công an đã hỗ trợ người dân. Cái này đi xuống trực tiếp cài cho công dân, tôi thấy nó rất là thuận tiện cho công dân. Thì thay vì ngày xưa họ đi xin giấy tờ gì ở dưới xã rồi phường với huyện nữa, là bây giờ họ đã có cái điện thoại, là họ chỉ cầm mỗi cái điện thoại đi rồi mình thu thập thông tin, mở thông tin trong đó là được rồi. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh với quyết tâm cao, không ngại khó, ngại vất vả, Công an xã Chư Bơm, huyện Krông Búc đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thường xuyên trực tiếp xuống từng thôn buôn, phối hợp với các tổ công nghệ số cộng đồng, các tổ chức đoàn thể với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến. Ngoài đi từng nhà thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức vào những cái dịp cuối tuần là kêu gọi người ta đến từng cái nhà cộng đồng để mình làm cho người ta tập trung đông, để làm cho người ta. Em thay mặt tất cả nhân dân là em rất cảm ơn các chiến sĩ công an đã vô làm kia mã định danh cho các công nhân mình để đi đường cho nó tiện. Có cái gì thì mình mở cái điện thoại ra để mà mình xem, rồi là đi bệnh viện hay cái gì đó, nó có đầy đủ ở trong đó hết. Tính đến tháng 5 năm 2023, toàn huyện Krông Búc đã kích hoạt 19.652 tài khoản định danh điện tử. Số tài khoản định danh điện tử mức độ 1 được kích hoạt thành công là 5.096 và 14.556 tài khoản mức 2, đạt 78,3% chỉ tiêu được giao. Địa bàn Krông Búc thì có đặc điểm là đồng bào dân tộc số, có nhiều người là sử dụng cái máy điện thoại là riêng, chung một máy, cả nhà chung một máy, rồi máy trắng đen thì rất là khó được để định danh điện tử. Đó. Tuy nhiên thì chúng tôi đã có cái kế hoạch phân công cho từng cán bộ chiến sĩ là phải chỉ tiêu là mỗi đồng chí phải vận động được bao nhiêu người tham gia để vận động xuống hàng đêm, xuống tuyên truyền vận động cho người dân hiểu được cái mục đích, ý nghĩa của cái việc mà cài đặt định danh điện tử, phục vụ cho chuyển đổi số, phục vụ cho công dân số sau này rất là hữu ích. Với quyết tâm cao, Công an huyện Krông Búc đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mà Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đề ra, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia các giao dịch dân sự cũng như các nhóm tiện ích khác trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.